channel của mình, và mình là Kimoto. Ở đây hôm nay thì em sẽ khui hộp và review cho các bạn một cái sản phẩm, nó là cái vòng mắt quỷ đổi màu ở đây. Và ở clip này thì em sẽ khui hộp cũng như là chia sẻ các bác cái cách kết nối cái bộ mắt quỷ đổi màu ở đây. Thì hiện tại ở đây thì em đang để nó một màu. Ở cái bộ này thì chúng ta có thể đổi được rất là nhiều màu tùy ý theo cái sở thích của chúng ta. Cũng như là ở trên cái app của cái bộ sản phẩm này thì chúng ta có thể sở hữu được là 210 kiểu chơi cái đèn mắt quỷ đây. Cũng như là cái bộ này nó có thể kết nối được với smartphone, chúng ta có thể là chơi nhạc cho nó. Cái này, cái mắt quỷ này nó sẽ thay đổi màu và hiệu ứng theo những cái lời nhạc trên cái điện thoại của chúng ta phát ra, hoặc là trên những cái thiết bị ngoại vi mà được kết nối với đây, cái bộ mắt quỷ đổi màu đây. Thì cái bộ mắt quỷ đổi màu đây thì hiện tại như xe của em thì em đang lắp một cái vòng 3D và một cái bộ mắt quỷ ở trong. Thì cái bộ mắt quỷ này thì nó sẽ có chức năng là đổi màu, còn cái màu ở trên cái vòng 3D này của em nó sẽ không đổi được màu. Và ở trên những cái bộ hiện tại thì em cũng có cả những cái bộ đổi màu. Đây thì em sẽ cho các bác coi cái vòng 3D của em trước, sau đó là em sẽ cho các bác coi cái sản phẩm của em sẽ giới thiệu với các bác. Nhớ các bác đây sẽ là cái vòng 3D. Thì khi lắp lên xe thì nó phát sáng như này, cực kỳ là đẹp, khá là ấn tượng. Thì khi mà để ở bên ngoài thì nó chỉ có như thế này thôi. Rồi, thì bây giờ là em sẽ đi khui hộp cái sản phẩm, đó là cái vòng đổi màu đây, nó chính là cái vòng mắt quỷ của em. Và ở trên tay em hiện tại bây giờ đang cầm nó là cái vòng mắt quỷ đổi màu. Và đây sẽ là cái hộp của chúng ta. Thì cái hộp này nó chỉ là bằng bìa cắt tông thôi. Ở đây thì ghi một loạt tiếng Trung thì nhìn nó không hiểu lắm. Và bây giờ là em sẽ khui hộp. Thì khi chúng ta khui hộp ra thì ở trong nó sẽ có một cái túi như thế này. Và ở trong một cái túi như này thì chúng ta sẽ có hai vòng. Thì khi các bạn đặt hàng thì các bạn có thể là lựa chọn một vòng hoặc hai vòng. Và lý do em làm cái video này chủ yếu là em sẽ hướng dẫn các bạn cái cách kết nối smartphone vào với những cái bộ vòng này. Thì đây chính là cái sản phẩm chúng ta. Đó, thì một bộ này thì nó sẽ bao gồm là nếu như chúng ta lắp ô tô thì một bộ này nó sẽ có một cái dây kết nối từ phía bên trái sang phía bên phải, nghĩa là từ cái cục này. Thì cái cục này chúng ta có thể là để ở phía bên trái hoặc phía bên phải, thì chúng ta sẽ phải câu một cái dây để nó sang mỗi cái vòng thứ hai. Đó, và ở trên cái bộ mắt quỷ chúng ta đây nó sẽ có một con driver trung tâm. Con driver trung tâm này thì nó sẽ có mã QR ở đây để chúng ta sẽ kết nối. Thì tí nữa thì em sẽ hướng dẫn các bác cái cách kết nối và cách quét mã của cái sản phẩm này. Đó, thì cái sản phẩm này nó cũng khá là đơn giản thôi, nó sẽ có dây điện cấp vào là màu đỏ đen như ở đây em đang cầm, và nó có hai cặp để đưa ra hai cái vòng đây, nó chính là hai cái vòng mắt quỷ. Đó, thì ở đây có hai vòng, nếu như chúng ta lắp sang lắp lên ô tô thì nó sẽ cần một cái cự ly khá là dài, chúng ta sẽ dùng thêm một cái dây kết nối như thế này. Đó, để chúng ta nối dài cái khoảng cách ra. Thì hiện tại ở đây nó chỉ có một đoạn kèm theo như thế này thôi. Và bây giờ là em sẽ cho các bác coi cái sản phẩm tiếp theo, nó chính là cái vòng thiên thần đổi màu. Đó, thì cái vòng thiên thần đổi màu thì nó cũng giống như thế thôi, nó chỉ khác hình thức một xíu. Về nguyên lý kết nối cũng như là nguyên lý đổi màu thì nó cũng tương tự như thế. Thì ở trên tay của em hiện tại bây giờ em đang cầm một cái vòng thiên thần đổi màu, nó cũng có một cái driver và quét mã ở đây. Và ở đây thì nó sẽ là hình thức của cái vòng thiên thần. Đó, cái vòng thiên thần nó sẽ là như thế này. Thì đây là em đang lắp cái vòng 3D thì nó sẽ khác một xíu, còn cái vòng thiên thần thì nó chỉ như thế này thôi. Vấn đề là các anh em cũng như là các bác thích độ đèn lên những chiếc xe thôi thì sẽ sử dụng là cái vòng thiên thần như thế này, nó cũng có hiệu ứng đổi màu đặc biệt. Và bây giờ là em sẽ hướng dẫn các bác kết nối cái điện thoại smartphone của chúng ta vào cái bộ app mắt quỷ đổi màu đây. Thì hiện tại là cái xe của em đã cài sẵn ở đây rồi, thì em đã lắp sẵn ở trong này rồi. Thì em sẽ phải quét một cái mã ở trên cái cục driver đây. Thì em sẽ dùng một chiếc điện thoại, nó chính là cái chiếc điện thoại iPhone. Đó, thì các bác có thể là dùng iPhone hoặc là dùng Samsung vân vân. Thì đối với lại dòng iOS nào chính là có iPhone này thì chúng ta sẽ vào kho App Store, còn đối với lại những cái chiếc điện thoại dòng Samsung chạy Android thì chúng ta sẽ phải sử dụng là kho CS Play. Rồi, thì để mà kết nối giữa cái điện thoại của chúng ta và cái bộ mắt quỷ ở đây thì chúng ta sẽ phải dùng một cái app. Rồi, thì hiện tại ở trên cái cục driver ở đây thì các bác có thể nhìn thấy là cái mã QR code ở đây, đúng không ạ? Rồi, thì để mà check cái mã QR code này chúng ta sẽ có vài cái phần mềm, nhưng ở đây thì em đang dùng là iPhone thì em chỉ cần bật cái tính năng là camera lên. Rồi, và bây giờ là em giơ lên cái mã QR code ở đây thì ở trên màn hình của em nó sẽ hiện cái địa chỉ của cái trang web này. Rồi, và bây giờ là em chỉ cần kích vào. Thì sau khi kích vào thì ở trên điện thoại của em nó báo là vào kho ứng dụng của App Store và cài cái phần mềm Let's Lab ở đây. Rồi thì em chỉ cần tải về, chờ một xíu là nó sẽ cài đặt ở trên cái chiếc điện thoại của chúng ta. Và sau khi chúng ta cài đặt xong thì chúng ta sẽ làm một bước là bật Bluetooth ở trên cái điện thoại của chúng ta lên, bởi vì cái bộ mắt quỷ ở đây cũng như là cái bộ thiên thần của chúng ta nó sẽ giao tiếp qua Bluetooth 4.0, nó khá là nhanh. Rồi thì hiện tại là em bấm lên vào chữ mở này, nó sẽ tự động ra. Rồi thì bây giờ là em sẽ tắt ra và em sẽ vào bật Bluetooth lên. Đó, thì hiện tại đây em đang bật sẵn rồi, thì bây giờ em tắt đi, em bật lại. Rồi, chúng ta không cần kết nối ở đây, chúng ta không cần biết là nó tên là gì luôn. Bây giờ là chúng ta sẽ đi thoát ra ngoài. Và ở đây thì cái máy của em đã tải về đây rồi. Thì bây giờ là chúng ta sẽ vào cái chữ Slack ở đây. Đó, thì khi bắt đầu vào thì họ sẽ hướng dẫn chúng ta những cái cách như thế này. Rồi thì chúng ta sẽ cần bật ngang sang. Đó, thì như thế này. Thì ở đây chúng ta chưa kết nối với lại cái bộ này thì chúng ta sẽ phải chọn một cái lệnh. Ở đây thì nó sẽ có cái hình dấu cộng. Các bạn kích vào hình dấu cộng ở đây. Thì các bạn sẽ kích vào cái hình trên đầu này, led ở đây. Rồi bây giờ các bạn bấm save ở đây, có nghĩa là sẽ nhớ cho nó.
Rồi thì bây giờ là các bác sẽ vào Let's Play đây. Đó. Bây giờ là nó sẽ hiển thị cái dòng là muốn truy cập Apple Music hoặc là hoạt động nhạc video trên cái phương tiện của bạn, thì chúng ta sẽ cấp quyền cho nó cũng ok. Đó. Và ở đây nó sẽ thông báo cho chúng ta là Let's Play muốn sử dụng vào YouTube để truy cập vào YouTube thì chúng ta cấp quyền cho nó cũng ok. Rồi thì sau khi chúng ta đã cấp quyền cho nó thì ở đây nó đã hiện luôn cái số 1, thì bên này nó lại sẽ là số 0. Thì các bác click vào đây. Đó. Ở đây ở trên máy của chúng ta nó đã ghi là một thiết bị khả dụng và một thiết bị một đã được kết nối. Đó. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ ra ngoài. Rồi thì bây giờ là em muốn thay đổi cái đèn của em ở đây là màu đỏ thì em muốn cho sang màu hồng. Đó thì các bác thấy nó sang màu hồng chưa? Rồi thì em sẽ để nó sang bên này thì các bác sẽ dễ nhìn cái đèn của em ở đây. Rồi thì bây giờ em muốn nó màu vàng. Đó. Màu xanh chuối. Màu đỏ. Rồi. Và bây giờ là chúng ta muốn cài đặt gọn nhanh ở đây thì chúng ta có thể là bấm vào đây. Đó, ví dụ như là các bác muốn nó ra màu hồng. Rồi bây giờ các bác xác nhận thì ở đây nó sẽ ra màu hồng. Cái màu xanh chuối ở đây nó sẽ có hình dấu cộng bên dưới. Ví dụ các bác thích nó ra cái màu xanh trắng trắng này đi. Rồi các bác xác nhận ở đây thì các bác sẽ tạo thêm màu mới cho nó. Rồi thì em sẽ bấm bất kỳ để nó ra đủ để em qua cái phần khác em chia sẻ cho các bác. Đó, thì bây giờ là em sẽ cho nó ra cái màu này là màu gạch. Đó, thì hiện tại do đây em để nó sáng quá nên là các bác sẽ khó nhận ra cái màu thay đổi. Màu xanh thì các bác sẽ dễ nhìn đúng không ạ? Màu đỏ thì các bác sẽ dễ nhìn. Rồi thì bây giờ là em sẽ sang cái chế độ ở đây. Thì ở đây thì nó sẽ có cái tốc độ này, độ sáng này, em để 100% nó nhanh. Rồi bây giờ em muốn thay đổi màu, đây là nhảy 3 màu đúng không ạ? Rồi bây giờ em muốn là nhảy 7 màu. Đó. Nó chớp nhằng nhằng luôn. Nó cực kỳ là đơn giản. Ở đây thì nó sẽ có rất nhiều các kiểu các bác nhá. Đó. Trắng tinh này, tím tinh, vàng tinh, rồi làm tím. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ sang cái mục tùy chỉnh. Ở đây thì tùy chỉnh nó cũng có khá nhiều những cái mà như đầu em chia sẻ đó, nó sang nhạc. Rồi chúng ta sẽ sang cái mục âm nhạc ở đây. Thì bây giờ là chúng ta sẽ vào âm nhạc. Thì ở đây thì em sẽ chọn một cái bài nào đó bất kỳ. Đó thì các bác có thể thấy là cái này nó đang thay đổi. Thay đổi màu các kiểu luôn. Rồi thì bây giờ là chúng ta muốn đưa nó về chế độ ban đầu. Ví dụ là chúng ta thích màu đỏ, hôm nay đẹp trời chúng ta thích màu đỏ, chúng ta sẽ để nó là màu đỏ. Đó. Ngày mai chúng ta thích nó màu chuối thì chúng ta để nó màu chuối. Đó. Thì bây giờ là em sẽ cho nó tối cái màn hình lại. Đó, như thế này thì các bác sẽ dễ quan sát. Vừa nãy là nó sáng quá. Rồi thì bây giờ là chúng ta thích nó màu vàng thì chúng ta để nó màu vàng. Thích màu hồng chúng ta để nó màu hồng. Cái màu nào mà chúng ta thích chúng ta để màu xanh lam, màu hồng. Đó. Màu tím hồng này cực kỳ là phê. Chị em phụ nữ mà cài cái màu này thì nhặt vào đất. Đó, cái cách kết nối này cực kỳ là đơn giản, nó không có cái gì phức tạp cả. Ví dụ như ở đây thì chúng ta thoát ra thì khi chúng ta chọn sai chế độ đi thì nó sẽ vẫn kết nối nhưng mà nó sẽ không đổi được màu các bác nhá. Đó, ở đây nó vẫn cứ kết nối này. Một thiết bị khả dụng, một đã kết nối đúng không ạ? Rồi nhưng mà nó vẫn cứ không thay đổi được. Khi chúng ta bấm lên một cái phím chức năng gì đó thì ở đây nó hiện một cái dòng như thế này, có nghĩa là nó chưa được kết nối. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nhảy sang cái mục bên này, nó sẽ kết nối lại, chúng ta sẽ thay đổi màu đấy. Hoặc ở trên các thiết bị này nó khi mà không kết nối được thì chúng ta có thể là vào định vị cái khu vực của các bạn đang sống. Đó thì có nhiều cái máy, ví dụ như máy của em đã bật sẵn cái định vị khu vực em đang sống rồi, thì thường xuyên là em dùng các cái sản phẩm iPhone này thì em sẽ thường xuyên là kết nối giữa những cái máy với nhau thì em sẽ luôn luôn bật định vị. Đó thì có nhiều cái thì bạn không biết bật cái định vị đấy nó ở đâu thì các bác có thể là không thể kết nối được vào những cái bộ như thế này. Còn của em thì em bật định vị sẵn rồi thì em kết nối nó rất là dễ dàng, chỉ cần bật lên cái bộ này đó. Rất là đẹp. Chế độ ở đây rất nhiều các cái kiểu chế độ các bác nhá. Đây, rất nhiều kiểu chế độ. Đó, nhấp nháy như kiểu police. Nhấp nháy trắng. Nhấp nháy cực lam. Màu vàng, nhấp nháy. Đó, nó rất nhiều kiểu. Kiểu này đẹp này. Grand blue. Như thế này nó khá là ok, nó khá là bền các bác nhá, chứ nó không dễ hỏng đâu. Thì hiện tại là cái bộ này là em cũng dùng được gần 1 năm nay rồi, đi mưa rửa xe các kiểu nó cũng không ảnh hưởng gì. Đó. Thì lý do em làm cái video này thì thứ nhất là em chia sẻ với các bác về cái cách kết nối của một cái bộ mắt quỳ đổi màu hoặc là cái bộ kính cận đổi màu thì cách kết nối nó đều như nhau. Đó. Và em bị dính một cái tình trạng gọi là giả hàng, khá là buồn cười khi mà ở shop em test các cái sản phẩm này đều ok, kết nối ngon lành, thay đổi màu ngon lành, nhưng mà khi ship cho các bạn nó thì các bạn nó thì không thể kết nối được và giả hàng em. Sau khi đặt hàng thì em test lại một lần nữa, mọi thứ đều bình thường, không vấn đề gì cả. Đó. Thì qua cái video này thì phần nào các bạn có thể nắm được cái cách thay đổi những cái phần màu sắc ở đây sao cho nó hài hòa, nó
nó theo cái sở thích mình mong muốn. Những cái bộ app đổi màu, mắt quỷ đổi màu như này thì nó khá là hay. Thứ nhất là nó không đơn điệu về cái mặt màu sắc, nó có thể thay đổi phong cách cũng như là cái cá tính của những người sở hữu những cái phần bi độ như thế này, có thể là thay đổi màu sắc tùy theo cái sở thích của mình. Nó không như những cái bộ mà mắt quỷ đơn sắc kia là nó chỉ có một màu, ngày nào chúng ta cũng chỉ nhìn một màu đó, hoặc là khi chúng ta muốn thay đổi màu thì chúng ta có thể là phải bung cái phần cho hay ra để chúng ta làm một cái bộ khác. Thì thay vì như thế là chúng ta chỉ cần tư một lần như thế này thôi. Chúng ta thích đi cái màu nào chúng ta thích. Ví dụ là hôm nay đi màu đỏ phong thủy nhé, ngày mai mình thích thì mình đi màu trắng, thích đi màu hồng hoặc là màu tím chẳng hạn thế. Nó cực kỳ ok, nó khá là đẹp. Và ở đây thì chúng ta có thể là chỉnh các cái chế độ màu sắc ở đây. Ở cái phần này thì nó có cực kỳ nhiều những cái thay đổi tùy biến mà chúng ta thích thì chúng ta có thể vào đây một cái đặt các kiểu. Nó có rất nhiều, ví dụ nháy các kiểu này, nó sẽ thay đổi. Đó, cực kỳ là đẹp. Nó có rất nhiều các kiểu khác nhau. Thích nhất là cái phần tính năng phát nhạc này. Rồi, em sẽ phải cho nó. Đó. Chúng ta có thể thay đổi đây. Khá ok. Rồi thì clip vừa rồi thì em đã chia sẻ và hướng dẫn cái cách mà thay đổi màu cũng như là cái cách kết nối của một cái chiếc điện thoại smartphone bất kỳ đối với lại một cái bộ app mắt quỷ như là một cái bộ app kim thần đổi màu này. Rồi cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp sau. Thì bạn nào mà chưa biết cách kết nối thì có thể dựa theo cái video này có thể kết nối một cách cực kỳ là